chào bạn đọc của Ba Tỷ Tỷ Dân Trí. Rất vui khi được gặp lại bạn đọc trong chương mục 3 phút cùng luật sư. Bạn đọc thân mến, việc kết hôn thời xưa thì gặp rất là nhiều những cái khó khăn, trở ngại về những cái tư tưởng lạc hậu. Nhưng mà ngày nay thì với cái sự tiến bộ, mọi việc đã trở nên dễ dàng hơn, mọi người cũng được kết hôn một cách tự do hơn. Nhưng mà đâu đó vẫn còn có những tư tưởng lạc hậu và cổ hủ bắt ép con cái hoặc là cấm đoán con cái trong việc kết hôn với nhiều lý do. Và cái hành vi này thì có được xem là hành vi vi phạm pháp luật hay không? Thì ngày hôm nay để tìm hiểu rõ hơn, Như Quỳnh mời bạn đọc hãy cùng gặp gỡ với luật sư Nguyễn Đức Chánh để nghe anh chia sẻ nhiều hơn về vấn đề này nhé. Mến chào luật sư ạ. Xin chào Như Quỳnh, xin chào bạn đọc báo Dân Trí. Dạ thưa luật sư, để mà nói về cái việc bị cấm đoán trong hôn nhân thì đầu tiên Như Quỳnh hỏi luật sư một cái câu bao quát hơn một chút xíu, đó là thế nào là một hôn nhân hợp pháp và có những cái trường hợp nào bị cấm kết hôn trong quy định pháp luật của Việt Nam hay không ạ? Theo quy định của luật hôn nhân gia đình thì ở Việt Nam hiện nay quy định một số điều kiện được coi là một cái để có cuộc hôn nhân đó là hợp pháp. Đầu tiên là về ý chí, thì trường hợp này nam nữ phải tự nguyện trong việc kết hôn. Thứ hai đó là những cái trường hợp kết hôn này nó không có thuộc trường hợp cấm kết hôn theo quy định tại điều 5 của luật hôn nhân gia đình. Có ở đây chúng ta xét có hai trường hợp cấm kết hôn. Một là cấm kết hôn đối với người đang có vợ hoặc là chồng mà đi đăng ký kết hôn với người khác, hoặc là cái người chưa có vợ có chồng mà đi đăng ký kết hôn với cái người đang có vợ hoặc là có chồng. Trường hợp thứ hai đó là có một số trường hợp chúng ta cấm, ví dụ như chúng ta cấm kết hôn trong những người mà có quan hệ về huyết thống, có trong cái phạm vi ba đời, hay thuộc cái trường hợp mà những trường hợp con nuôi cha dưỡng với con riêng của vợ, thì những trường hợp này là thuộc trường hợp cấm kết hôn. Thứ ba nữa là việc kết hôn này phải có đạt độ tuổi nhất định. Theo quy định của chúng ta hiện nay thì nam phải từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ phải từ đủ 18 tuổi trở lên. Thứ tư thì việc kết hôn này phải được đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Nếu như cái việc kết hôn này mà không được đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì cái việc cái giá trị về hôn nhân này nó cũng không có. Cuối cùng với một cái trường hợp rất là ít nhưng mà chúng ta phải lưu ý, đó là những cái trường hợp mà hai vợ chồng đã kết hôn nhưng mà sau đó ly hôn thì muốn tái hôn lại với nhau thì bắt buộc cũng phải đi đăng ký lại ngay từ đầu. Thì đối với pháp luật Việt Nam thì có quy định rất rõ ràng, và căn cứ vào đó thì nó xác định một cuộc hôn nhân đó là coi là hợp pháp hay không. Vậy thì Như Quỳnh sẽ đi cái vấn đề này cụ thể hơn một chút xíu. Ví dụ như một trường hợp đi, thì hai người này yêu nhau và cái trường hợp của họ thì không vi phạm bất kỳ một cái điều gì theo quy định của pháp luật và có thể hoàn toàn kết hôn với nhau. Nhưng mà cha mẹ của hai bên thì lại không đồng ý và ngăn cấm họ kết hôn với những cái lý do ví dụ như là không môn đăng hộ đối chẳng hạn. Vậy thì cái hành vi cấm cản hai người này kết hôn của các bậc cha mẹ có được xem là vi phạm pháp luật hay không? Và nếu như mà có thì xử lý theo pháp luật như thế nào thưa luật sư? Rõ ràng cái việc kết hôn đối với các cái trường hợp quy định pháp luật đó là sự tự nguyện của nam nữ. Như vậy thì đối với bất kỳ người nào, kể cả cha mẹ có những cái hành vi trong việc cưỡng ép hoặc là cản trở cái việc kết hôn đó trái với ý nguyện của họ thì rõ ràng đây là hành vi vi phạm luật. Tùy vào cái tính chất và mức độ của hành vi mà có thể bị xử phạt hành chính từ mức là 100.000 đồng đến 300.000 đồng theo quy định 167 năm 2013 của Chính phủ, hoặc thậm chí còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo điều 181 của Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017. Ở đây cái việc mà cưỡng ép một người khác kết hôn trái với ý nguyện của họ hoặc là cản trở cái việc kết hôn của họ có thể bị xử phạt hình sự với cái khung hình phạt là đầu tiên là phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến 3 năm, thậm chí có thể bị phạt tù từ 3 tháng đến 3 năm. Cho nên trong những trường hợp này, nếu như người nào đó, kể cả cha mẹ mà có những cái hành vi cưỡng ép hoặc là cản trở cái việc kết hôn của người khác thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Chúng ta nên cân nhắc về vấn đề này. Nhưng mà thực sự để mà con cái vì cái hạnh phúc cá nhân của mình mà đi kiện cha mẹ thì cái điều này nó cũng rất là hy hữu đúng không ạ? Nhưng mà nếu như mà hai người này yêu nhau tha thiết và rất là muốn đến với nhau nhưng mà họ không cần sự đồng ý của cha mẹ thì họ có quyền tự đăng ký kết hôn với nhau hay không thưa luật sư? Rõ ràng hiện nay theo quy định pháp luật cái độ tuổi kết hôn của nam và nữ nó đều là những người trưởng thành. Họ có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, vì vậy cái việc kết hôn đó là cái quyền của họ. Như vậy ở đây không cần có sự đồng ý của cha mẹ hoặc là bất kỳ ai, họ hoàn toàn nếu đủ điều kiện theo quy định pháp luật họ có thể đi đăng ký kết hôn tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Và khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cái giấy chứng nhận về bản chính, cái giấy đăng ký kết hôn thì rõ ràng họ trở thành vợ chồng hợp pháp với nhau, và trường hợp này họ có thể chung sống với nhau theo quy định của pháp luật. Vậy thì câu hỏi cuối cùng
thì câu này như cũng muốn dành riêng cho luật sư, đó chính là ở góc độ cá nhân của luật sư thì luật sư nghĩ như thế nào về cái vấn đề là cha mẹ áp đặt hay là bắt buộc và cấm đoán trong việc kết hôn của con cái ạ? Rõ ràng ngoài quy định pháp luật thì ở Việt Nam cái một mối quan hệ nó còn bị chi phối bởi nhiều yếu tố, yếu tố về gia đình, yếu tố về mặt huyết thống, yếu tố về mặt gia tộc và những cái mối quan hệ xung quanh. Chính vậy mà việc nam nữ có thể đủ điều kiện kết hôn, tuy nhiên mà khi mà để chung sống được gọi là hạnh phúc, gọi là trọn vẹn thì rất là khó trong những cái trường hợp mà cha mẹ một trong hai bên có những cái vấn đề liên quan đến việc không thích nhau hoặc là có yếu tố gì đó mang tính chất cưỡng ép hay là cản trở. Tuy nhiên ở góc độ về mặt tình cảm thì rõ ràng phụ huynh, cha mẹ của những cái người nam và nữ này cũng nên có những cái suy nghĩ tích cực hơn để làm sao tác hợp cho đôi trẻ để có thể kết hôn, vừa chung sống với nhau hạnh phúc mà vừa có thể vẹn toàn về cái quan hệ trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình. Tôi nghĩ là thời đại này việc ép, cưỡng ép hay là cản trở việc kết hôn nó cũng không còn như xưa nữa. Tuy nhiên chúng ta cũng đừng nên nặng nề quá, chúng ta nên tìm ra những cái giải pháp để có thể dung hòa với nhau để làm sao chúng ta có thể sống hạnh phúc trọn vẹn với nhau. Thì mình rất là cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của luật sư và hy vọng là những chia sẻ vừa rồi của luật sư Nguyễn Đức Chánh đã giúp cho bạn đọc của Báo Điện Tử Giải Trí có những cái nhìn bao quát hơn về vấn đề kết hôn, cũng như là các bậc cha mẹ cũng đừng nên ép buộc hay là áp đặt con cái của mình, bởi vì không chỉ là liên quan tới vấn đề tình cảm mà đây còn là một hành vi phạm pháp luật nữa. Một lần nữa thì Như Quỳnh rất là cảm ơn luật sư Nguyễn Đức Chánh vì đã dành thời gian tham gia cùng với chương trình đọc cùng luật sư ạ. Cảm ơn Như Quỳnh, cảm ơn bạn đọc Báo Giải Trí.